Chào mừng các anh chị đến với An Tâm TV nha. Hôm nay hiện tại Tính đang có mặt ở Long An, nhà của anh For Vlog. Đi đồng hành cùng với An Tâm TV hôm nay có chị Thùy Trang TV. Xin chào cả nhà bên kênh của An Tâm TV nha. Và chị Vy Yêu Kali. Hello. Chào cả nhà đã đến với YouTube An Tâm TV nha. Ba chị em xuống về nhà của anh For Vlog ở Long An. Mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức những món đặc sản miền Tây cũng như là trải nghiệm mùa nước nổi nha các anh chị. Chào cả nhà luôn đến với kênh An Tâm TV nha. Đây là anh For Vlog. Thì hôm nay mấy chị em xuống nhà anh For Vlog ở gia đình tiếp rất là tuyệt vời, rất là chu đáo luôn. Cảm ơn nhiều luôn. Không có thiếu cái gì hết. Nên bây giờ đặc biệt á, bây giờ anh sẽ dẫn mình đi ra ngoài đồng. Ngoài đồng phải không? Ở đồng. Rồi mùa nước nổi ra ngoài đồng mình đổ giỡn. Đổ giỡn. Xem là có cái gì nha, có cái gì mình ăn cái đó nha. Rồi hãy theo chân anh Tâm TV với For Vlog ra đồng đổ giỡn cả nhà ơi. Đi ra đồng đổ giỡn. Ôi về mấy góc vườn của mình. Rồi. Ba lưới mấy phần hả? Ba cái lưới. Rồi. Kìa mấy cái lồng gồng trong đó đó. Lấy ra luộc. Có lồng gồng có cái lồng đó. Đây. Cái này là gì? Ê từ từ nha, bước nhẹ nhẹ nha, rồi anh ngồi xuống đi. Máy đây. Thấy không? Đây cả nhà ơi. Đây. Ủ gồng gồng hết cả nhà đó. Cá lóc con hả? Cá lóc con á. Đó, mình kho ăn đó. Kho ăn rất là ngon nè, bạo lên. Đây rất là nhiều luôn đây. Đây nè nó. Ồ, cá lóc con này. Kho tiêu đúng không? Kho tiêu rất là ngon. Này là cá của thiên nhiên. Thiên nhiên. Mùa này là đồ đồng nhiều à. Đồ đồng nhiều lắm. Ồ gắn mình. Mùa nước nổi nha các bạn. Mấy cái ủ ơi, anh thấy là cái ủ ơi đây. Đúng rồi. Cái nhỏ nhỏ vậy, nổi quá. Trời, tôi thấy cái chiếc xuồng này ghê quá. Nghiêm hiểm quá. Ở dưới đây là mình đặt giỡn hay có làm gì nữa không anh? Lớn thăm lưới, ôi tầm lưng nè, chị anh muốn cá cỡ nào bớt cỡ nấy. Xuống nha, xuống nha. Tới giỡn này đúng không anh? Đổ cá nha. Anh mở dây nè anh Tâm. Em anh cứ ngồi bình thường, bây giờ còn có mấy người mà. Rồi chị có cái mối, chị có mối à. Rồi mối đó ok. Cái này gác nhiều hơn cá nha anh ơi. Rồi đó bắt đầu từ đẳng nghỉ lại. Đó, đúng rồi. Rồi vũ lại. Thôi được rồi, đừng lúc đẳng quá, gác nhiều quá. Gì dạ? Ốc không à. Quay đổ với cái dây thôi đi. Để đổ đi. Để quay gửi qua cho dễ. Quay các tính quỹ đang ra nè. Số ca mà An Tâm TV đang qua đó. Cái này ốc nhiều quá anh. Ốc nhiều quá. Thao đâu. Dỡ lên rồi. Cái chốt nữa. Dỡ lên. Ôi, cá đóng luôn nè anh ơi. Cua gì gác gì ô tờ lơ luôn nè. Thôi cái thao nó sạch để đây đi, mình đổ đại ra xuồng đi, hồi tụi em bắt ra. Lươn này bự quá, đây con lươn đang to, lươn to lắm nha. Mình mở khó khăn quá, giờ anh kho đấu. Đổ thay anh Tâm luôn cho ha. Đổ đi. Rồi nè. Có gì ở đây? Wow. Có con lươn to kìa. Con ếch nè kìa. À cái chốt nè. Cái chốt đúng không? Cái chốt. Không phải, ếch mùa này nó không có. Cái này cái chốt đúng không anh? Đừng bắt bẫy nó đâm nha. Biết rồi. Em chỉ biết cái chốt rồi nó đâm. Cái chốt này đâm đau lắm. Ủa đó. Thác lát nè, thác lát. Ai?
con lươn to. Đây cả nhà, sau khi đổ hai cái giếng thì đã có được con cá thác lát nữa nè. Cá thác lát to ghê không? Con lươn to, một con ếch, một con lươn rất là to luôn mà nó chuồn xuống dưới này rồi, Trang bắt nó không kịp, nó chuồn xuống này rồi cả nhà. Còn bắt được con cá thác lát nữa là dễ khó lắm. Cái con lươn nuôi nó cá chốt kho tiêu nhiều cua nha, nhiều cua. Cái chốt này mà nấu canh chua lá me là giúp cái nách. Cá chốt bự thiệt đó chứ, có đứng không anh? Trứng không? Có trứng. Cá trứng trứng nó ngon. Cá chốt nấu canh chua lá me nhất cái nách luôn. Trời ơi, con ếch này sao nó bị gì nè? Bị bỏ rơi rồi. Hai chiếc xuồng bỏ mình đi bộ hả? Gọi đò cho đi với. Ở đây có đĩa không anh? Không không. Giờ có anh cứ lội đi thoải mái luôn, khỏi lên xuống. Rồi rồi. Trong chiếc áo bà ba đêm qua. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm một cái cảm giác mà mình được đổ lú và sống trong cảnh mùa đất nổi của miền Tây. Rất là tuyệt vời. Hy vọng các anh chị sẽ yêu thích An Tâm TV và ủng hộ nhiều hơn nữa nha các anh chị. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Chúng ta tiếp tục đi thăm tứ nha. Con này nó dính hơi lâu quá, nó cũng ngủm rồi đúng không anh? Mới vừa chết. Mới vừa chết. Mùa nước nổi. Thường là bắt đầu từ tháng mấy anh? Tháng 8. Tháng 8. Tháng 8 âm lịch đó hả? Đây tháng mấy? Tháng 11. Năm nay mình thấy nước tình hình nước nổi sao anh? Rồi. Ít cá hơn hả? Mấy năm nay nhỏ. Chị Thị Trang chi vi kỳ này là về Việt Nam là đúng, được nhiều trải nghiệm quá nhiều phải không chị? Quá luôn rồi. Nhất hạn là đi xuống dưới miền Tây này, quê của em Phong Vlog ở Long An nè cả nhà. Thì trải nghiệm chuyến đi này thật là thú vị luôn, gồm có 4 kênh: An Tâm TV, Thị Trang GB, VU Cali và Phong Vlog. Trải nghiệm 4 kênh YouTube này, nếu mà cả nhà yêu mến, thương yêu 4 kênh này thì nhớ đăng ký like, share, ủng hộ để 4 kênh này có động lực làm nhiều video mới và thú vị hơn nữa cho cả nhà cùng xem nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Cảm ơn cả nhà luôn tiếp theo dõi. Tiếp tục theo dõi hành trình bắt cá mùa nước nổi nha các anh chị. Cá trê. Ở Long An mình là chưa có cá linh không á? Chưa có cá linh hả? Cá rô đồng không cả nhà ơi. Đây là đúng cá rô đồng luôn. Ba con cá. Để mình để đi mai mình gỡ tiếp anh. Cá rô đồng bập lúc quá. Mềm, cảm giác nó mềm lắm. Nó không có to nhưng nó mềm. Cá này chiên xù ha. Chiên xù. Cá là mùa này mập ghê.
mập lúc à, mềm. Nó không có thấy không có đầu xương như là mấy con cá mùa mình câu á, ốm nhôm. Này có chỗ mấy cái ao, mấy cái bờ đìa mà có con có những. Chưa biết. Sao mình vợ không có mà anh đớp có mà vợ có hay. Đây có cá nha. Cá chặt. À có con cá gì đó. Cá chốt. Thôi bỏ đi hả? Ít quá, bỏ đi hả? Đủ thứ loại cá chốt, cá rô, lươn, ốc, cá chốt to dễ sợ. Cẩn thận nha chị Hạnh.